đội đang đến với vòng 3 của Phản ứng Bất Ngờ. Và đến với vòng này thì hồi nãy đội Không Quan Tâm đã dẫn trước tỷ số 3-0. Các bạn sẽ có một đặc quyền, một ưu thế. Lựa chọn như sau: đội thắng ở vòng thi trước có một quyền lợi rất là lớn, đó chính là được chỉ định hai thành viên đội đối thủ bước lên thi đấu với đội của mình, và đội của mình chỉ việc cử ra một thành viên mà thôi. Tất cả ba bạn sẽ trải qua thử thách chúng tôi. Nhiệm vụ như cũ, chọn ra người nào đang phải chịu thử thách. Chọn đúng các bạn mang về 2 điểm. Trường hợp hai đội chọn chung nhau, điểm số chia đều, mỗi đội 1 điểm. Nào, bây giờ đội Không Quan Tâm đã chiến thắng vòng trước nên các bạn được quyền chỉ định hai thành viên của đội đối thủ. Em, bây giờ hồi nãy là nãy giờ em cực khổ nhiều rồi, bây giờ anh cho em quyết định. Em nghĩ là em nên chọn Him, tại em thấy nãy giờ Him diễn không được mọi người lấy lòng cho lắm. Nên là nếu mà chọn Him thì em sẽ biết được ai là người đang bị. Rồi. Him và một bạn tiếp theo nữa và một người nữa thì hồi nãy em có nhớ ai gọi xa tên em đó. Con bé nhỏ nhỏ con rồi. Hello, I'm Japanese people. I'm your family. Excuse me, and what is your name? Thôi bà lên lẹ thì bà Lê Trang đó. Bà Lê Trang và Him lên đây. Excuse me cái gì? Còn Hansara. Ba con đội. Hansara, em cũng cực khổ rồi, em nên chọn một người trong ba tụi mình lên đấu. Em đã cực khổ rồi. Đúng. Em hãy cực nữa đi. Lên một lần nữa đi, anh năn nỉ với em một lần nữa thôi. Có ánh mắt nhìn rất là sắc sảo. Đúng rồi. Hiện thể không có, bây giờ ai diễn xuất tốt nhỉ? Anh làm nghề gì anh? Anh làm nghề gì anh? Trời ơi, phải đồng đội không vậy? Tôi nói bà sao mà trời mà không ai tin. Thiệt. Cười. Ok, tính được một quyền đặc trưng này, bởi vì là tính là người nãy giờ đưa những cái chỉ dẫn rất là đúng. Bạn được quyền phủ nhận hay là chỉ định thành viên còn lại. À vậy hả? Đúng tôi rồi. Có quyền từ chối hả? Đúng vậy. Bởi vì bạn chọn nhất team. Ôi tôi từ chối, tôi chọn Hồng Thanh. Rồi Hồng Thanh. Hồng Thanh. Hồng Thanh. Lên luôn anh ơi. Quẩy lên. Quẩy lên. Quẩy lên. Rồi cho mình đi trà đường. Thưa các bạn, đến với vòng này Định lấy hơi nói. Nói đi. Thưa các bạn, đến với vòng này chúng ta có tên là chiếc gương tàng hình. Có nghĩa là như thế nào? Ở trên đây chúng tôi có một buổi học make up với 3 chiếc bàn make up được trang bị rất đầy đủ, nhưng chỉ có 2 chiếc bàn là có gương để cho nhân vật ngồi trong đó và nhìn vô tự trang điểm cho mình. Riêng chỉ có một chiếc bàn là không có gương. Vậy thì làm thế nào để cho người ấy có thể tự họa mặt cho mình được? Các bạn phải thật sự là chú ý nha. Tìm ra được người nào make up mà không có gương. Đầu tiên là phần trình diễn họa mặt của bé Hồng Thanh. Tâm lý ổn Hồng Thanh. Em ổn nha, bây giờ là làm luôn á. Làm luôn. Làm luôn á. 3 2 1 quả. Mình đánh caro à. Chỉ có 3 bước nha, phấn, son và liner. Thật ra cái liner đó mình kẻ mắt mà Thanh. Cái liner mình kẻ mắt Thanh ơi. Hả? Chứ không phải là cây cọ mấy ông đồ đâu Thanh. Thanh ơi, môi mình son môi, để son môi Thanh. Không có, em lấy phấn em son môi không mà. Đây là cái trường phái make up gì vậy? Giống zombie mấy sắc sống. Wow, rất chuyên nghiệp nha, rất chuyên nghiệp nha. Cái trái tim này là không dễ mà vẽ cho ngay ngắn nha. Tôi vẫn chưa thấy mặt đồng đội của tôi. Hết thời gian make up. Tính có thể mình đứng trên cái ghế một chút xíu nè. Tôi đang đứng đây. tới bà kìa, bà Trang. Và tiếp theo thời gian 3, 2, 1 bắt đầu make up. Chị make up thành ai vậy chị Trang? Gì? Chị make up thành ai vậy? Ai kể tôi đi hỏi gì? Năm. Phấn nào. 4, 3, 2. Đó, chấm phá nè. 1. Vô chấm hỏi. Bạo công. Rồi. Rồi, hết thời gian. Cảm ơn Trang. Bây giờ tới Him nè. Him, sao mọi người lại nở trang điểm xấu lên gương mặt của mình? Giờ em không nở trang điểm xấu lên gương mặt đẹp đẽ của em luôn á. Em cứ trang điểm đẹp. 3, 2, 1 bắt đầu. À, em mình thoa son chứ mình ăn son. Ủa chứ không phải bình thường là muốn thoa son là phải ngắn thôi. Đó, ngắn. Đúng rồi. Đó rồi. Vậy thôi. Bé như đang hành xác nó vậy đó, mặt nó khó chịu lắm. Ai ép make up á. Này là cách ăn cười cong môi nè. Trời nhìn mặt em kỳ lắm luôn á. Rồi liner nào? Liner là nào anh? Cái này nè. Là mình vẽ vô đâu? Mắt. Đó đó em không đâu cần cởi kiến đâu mình. Tháo nữa, tôi đã thấy cái gương qua cái anh kiến đó rồi. Kiến đâu có chồng đâu sao anh thấy? Không hề. Rồi. Phấn nào? Cái này phấn phủ phải không chị? Đúng rồi. Trời lần đầu tôi thấy phấn phủ mà xài vậy luôn. Đúng nghĩa là ủa chứ phủ luôn sao? Không em đẹp lắm rồi, phủ đẹp lắm rồi. Phấn phủ đó, phủ vàng đó. Cái mặt em đang sao vậy? Thanh ơi, có cái kiến mà đánh dữ vậy Thanh. Mà rất tin. Anh ơi thẳng lưng lên nào. Rồi hết rồi, thời gian. Cảm ơn Him. Xin mời các bạn đặt câu hỏi cho chúng tôi. Ba người đã make up trên đây. À, người cuối cùng thì tôi có thể thấy qua cái tròng kính là cái độ ánh lại và cái ánh nhìn. Lúc đầu tôi còn để ý cả hai MC nữa, tại vì hai MC khi thí dụ mà khi mà cùng nhìn vô một điểm, thí dụ nhìn vô cái gương khi mà người ta trang điểm, hai người đó mà cùng nhìn vô người này nó phải trùng vô vậy nè. Thì tôi chỉ thấy cái gì ghê vậy Thanh. Nếu mà có gương không thể nào mà make up xong như thế. Có nghĩa là đúng, tôi thấy từ Hồng Thanh là thấy có một sự nhìn rất là đều, rất là đồng điệu. Tôi vẫn nghi ngờ. Không, nhưng mà tính ra vẫn nghi ngờ, biết đâu hai người đó diễn. Nghi ngờ ở đây thôi, còn ở ngoài bìa là bỏ đi. Cái kiến nó đã tố giác em rồi. Ủa nhưng mà anh lỡ ánh đèn nó hắt vô cái kiến em sao? Đừng có lỡ. Thí dụ người ta nói vậy thì mình cãi lại làm chi đâu. Có tiền bạc gì đó mà cãi. Anh tính anh lành lắm á. Thì đó. Nhìn sao lộ quá vậy? Đâu có, em kính lắm chị. Dạ. Sao em thấy sao Suka? Nãy anh gọi em Nobita, giờ anh gọi em Suka, giờ anh gọi hết tất cả nhân vật trong đó luôn đi. Doraemon nè. Thôi nói đi Pokemon, nói đi. Nói đi cưng. Sa mạc, nói đi anh Sa mạc. Phán đoán của em là gì Sarah? Phán đoán của em là lâu quá em ơi. Cậu bé anh cho em chọn một trong hai người này. Vậy hả? Vậy em chọn bên kia. Em chọn bên kia là ai? Him. Và anh thấy bỏ Him ra thì em chọn Him. Đồng đội hiểu nhau quá. Không ngồi chung vậy chứ đâu có hài lòng. Em cảm thấy bất hạnh chứ anh tính nữa. Him, bạn chọn ai? Him chọn bạn Him. Tại sao bạn Him? Đầu tiên là Him chú ý bạn Lê Trang. Tại vì Lê Trang vẽ cái dấu chấm hỏi ngược. Mà khi cái thói quen của mình khi mình viết á thì chỉ cái nào mình nhìn gương mình mới vẽ ngược được như vậy. Mà cái đó cái dấu cong nó rất là tròn. Thì chắc chắn là Lê Trang có gương. Thì loại trừ thì Hồng Thanh và Him. Mà Him á thì hồi nãy nhìn vô cái kính á, ánh đèn chiếu vô. Không, anh không thấy ánh đèn. Anh không thấy ánh đèn trong kính. Bởi vì sau lưng em là một dàn đèn xanh. Dàn đèn xanh nó phải hắt vô trong cái kiến. Và cái kiến phải tạt vô trong cái mắt kính em. Sao đuối quá ta. Là cái định đoán là Him đó. Là cái định luật khúc xạ ánh sáng đúng không? Đúng rồi. Có lý. Dùng cả vật lý học. Xuất sắc. Pikachu. Ông đó. À tôi à. Tôi sắp đưa ra một đáp án mà tôi nói có thể là cả phim trường này phải tán thưởng vì cái suy luận của tôi quá chính xác. Đó là. Và chắc chắn là đó sẽ là con người đó. Ai? Là ai? Theo cái thuận tay của mình. Tự nhiên bây giờ tiếng tôi ngồi cái tôi nghĩ. À ví dụ Hồng Thanh vẽ trái tim nó rất là đều. Nó là một cái hình bình thường. Nhưng bà này phải vẽ một dấu chấm hỏi. Đối với mình, khi mình nhìn vào gương nha, tay mình thuận mình vẽ với dấu chấm hỏi nó vậy. Nó bên phải chứ không ai vẽ dấu chấm hỏi ngược cả. Thì khi mà mình nhìn như vậy vô lý rồi đó. Cái tay mình này vô lý rồi. Vô lý rồi nha. Tôi phải vẽ như vậy. Không thể nào tôi vẽ lên mặt tôi mà tôi vẽ ngược lại vậy được. No. Ủa em vẽ từ đây qua đó mà. Nhiều đó tính. Thì bởi chính vì bà đang vẽ ngược cho nên Lê Trang đúng không? Bên đây mới ngược tay em nè. Bên đây vậy mới ngược em nè. Vẽ đây là em thuận tay em mà. Gương mình nhìn vào sẽ bị ngược lại tính. Gương là như mình chụp hình selfie là mình chụp ngược á. Nói gì vậy? Đúng rồi. Mình chụp hình selfie là bị ngược hết. Thế không hề lấy gương ra. Trời ơi. Nè, tôi phải vẽ qua bên trái vậy mới đúng là ra dấu chấm hỏi. Rồi bây giờ tính vẽ qua bên trái nè. Đây, nè. Thấy chưa ngược hay không? Tào lao. Thấy chưa? Ông Tào lao. Chỉ khi người ta có gương người ta mới vẽ cái kiểu. Tính ra vẽ trang luôn á. Tính ra vẽ trang luôn á. Đang nghiệm lại mình không sao. Đang vẽ từ trái qua nè. Đúng. Khán giả đã thấy cái tài suy luận của tôi chưa? Tào lao. Tôi bắt đầu sợ rồi. Cho bé nói gì đi. Không đây giờ nè. Em lỡ rồi biết đâu. Biết đâu tôi nói mà tôi vẫn chịu trách nhiệm với sự thiên lý nhãn kìa. Cho nó rõ hay sao? Ý là em đang muốn nhìn vào ánh mắt của anh ấy, là lỡ có thể là anh ấy cũng cùng team mà. Lỡ có thể là anh ấy gợi ý kiểu một cái nhấn mày hay gì đó ra. Nhấn lông mày hay gì. Vẽ rất đều. Không có kiến không vẽ đều gì được đâu. Thật ra em thấy nó không đều. Không, xấu. Team tôi thì để tôi quyết định, đừng có hỏi cái bà Lâm ở đâu. Anh nói em là team gì, là trường team gì, xong bây giờ anh lại chọn. 5 4 3 2 1. Ok. Dạ, Hansara, bạn đội trưởng mà nói đi, mà chọn ai? Tự tin lên. Không phải chị Trang đâu. Hansara, tự tin lên. Thời của con đó. Chị Trang. Vậy thì chúng ta không ai chọn. Được đổi không? Ủa đúng không? Hồi nãy. Được đổi không? Ủa gì kỳ vậy? Hồi nãy tôi nói là Lê Trang sẽ vẽ như vậy đúng không? Đúng không? Anh ơi đừng nói nữa, đừng nói nữa. Lê Trang vẽ giống tôi rồi đúng không? Tối nay gì à? Tối về mình nghiệm lại. Lấy cái phao môi ở nhà vẽ thử trong gương. Đúng không? Có giờ anh chết nhất miếng anh vẽ thử đi. Bây giờ anh vẽ thử nào coi giống Lê Trang nha. Ví dụ đây là cái gương nè. Anh sẽ nhìn nha. Đây nè. Tính. Ví dụ như nè. Ví dụ nghe. Thôi khúc này hiểu rồi. Tôi đã hiểu rồi. Hiểu rồi hả? Không, phải cho anh hiểu đi. Nè bây giờ tính thử vẽ lên, tính đi nít. Đúng rồi. Nét nhỏ thôi. Có nghĩa là. Nè bây giờ cho gương luôn nè. Đó, rồi vẽ vô. Tô miệng môi cho môi đầm thẫm nào. Vẽ dấu chấm hỏi không? Rồi miếng rồi có rồi. Dấu chấm hỏi. Chấm hỏi, từ từ chấm hỏi vậy, vậy. Đó, chấm hỏi. Vậy là ngược lại với Trang. Ngược lại Trang đúng không? Trang không có kiến. Tôi nhìn cái kiến mà. Đồng ý, Trang không có kiến. Thấy chưa, tôi đã nói hồi nãy, tôi nói trong cái đầu tôi là suy luận như vậy mà tôi nói ra nó sai sai sao á. Tính nói luôn á. Thật ra là em vẽ như Trang anh tính luôn. Rồi em cũng theo chị Trang luôn mới ra trái tim vậy nè. Đúng rồi. Em là hai dấu chấm hỏi đó. Em là tào lao nhất cái Thanh. Em là không ai chọn em luôn. Một lần chơi lớn để xem em có trầm trồ. Dương rồi. Bây giờ cua đáp án. Các bạn cho đáp án rồi đúng không? Rồi, Him và Trang. Bây giờ sẽ là bé Hồng Thanh trước. 3 2 1. Bé Thanh nhà mình nó vô hại. Thiệt vô hại thiệt luôn á. Vô dụng nữa. Các bạn đã đánh giá sai về Lê Trang rồi. Tất cả nằm trong sự suy đoán của cô ấy hết. Trang, đứng hay ngồi vậy? Đứng lên Trang. Đây, hãy nhìn Lê Trang đây, các bạn trẻ à. 3 2 1. ngại quá anh không có khẳng định. Anh lỡ anh nói là anh chốt rồi nhưng mà sau đó anh nghĩ là Lê Trang. Đúng, phải cái nguyên lý dấu chấm hỏi. Đúng, cái nguyên lý đó tự nhiên nó đúng. Đúng rồi, mình rõ ràng tôi nhìn vô kiến tôi phải vẽ như vậy chứ. Thậm chí ngồi mọi người em đoán được, em suy nghĩ đến mọi người phải hỏi em trên mặt còn bao nhiêu dấu đã từng vẽ nữa. Em tiên liệu đến điều đó nữa mà vẫn không qua được anh. Nhưng mà cái này là em thuận. Đúng rồi. Em nhìn vô kiến em vẫn vẽ như vậy. Em thuận hai tay. Là em vẽ như vậy là sao, là em sẽ bị ngược với anh là trong khi anh vẽ như vậy mới đúng. Em nhìn vô kiến em vẫn bắt từ đây qua, anh muốn bắt từ đó anh qua cũng được á, anh tự tưởng tượng anh thôi, nhìn vô kiến vẫn vẽ như vậy. Đâu có được, khi mà em vẽ em phải nghĩ là khán giả người ta nhìn ra. Hai bạn gửi thư về góp ý cho nhau, hộp mail của nhau có rồi đó, inbox Facebook có được nào. Kết quả như sau. Đội đội Don't Move đã không có sự lựa chọn chính xác cho nên là không ghi được điểm trong vòng này. Còn đội Don't Care thì đã có sự lựa chọn chính xác cho nên là giành được 2 điểm. Mọi người có để ý không? Tính ơi, giỏi quá, quá giỏi luôn. Mọi người có để ý không? Đội Don't Move dường như họ Don't Play. Và sau khi kết thúc cả 3 vòng, tỷ số hiện tại vẫn đang nghiêng về đội Don't Care với tỷ số là 5-0. Thôi rồi. Không. Cái tên nó giận vô người. Đâu lại đi chị ăn thắng rồi. Don't Move là kiểu không cử động nữa. Chứ sao như 1-0 là không. Và bây giờ dòng thi cuối cùng, xin mời các bạn.